Chào bạn, mình là Thắng lắp đặt điện máy. Hôm nay rất vui được hướng dẫn bạn lắp bộ chuyển quang cho TV Samsung. Ở đây mình có một bộ chuyển quang của mình gồm có là một dây quang và một cục chuyển quang chuyển từ quang sang analog. Đây là cái bộ chuyển quang của mình. Đây là cổng quang, quang cắm từ TV vào đây và chuyển thành analog sang bên này. Đây là dây nguồn. Đây là đèn. Mình có nguồn đây, đây một cục nguồn của mình và một dây để kết nối với loa, dây chuyển từ chuyển ra loa. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cắm vào đây nhé, cắm bây giờ mình tiến hành mình cắm quang vào đây. Đây không? Ở đầu này, đây là đầu dây quang của mình. Mình có hai cạnh này. Đây là tổng quan dây quang của mình nhé, hai cạnh vuông này, hai cạnh vát này. Đây. Đây hai vuông thì mình sẽ cắm vào hai vuông ở trên cái cổng này nhé, hai vuông ở dưới này và hai vát ở trên này. Mình đây mình úp xuống đây, mình cắm vào. Ok. Đầu còn lại thì mình đầu này nhá, thì mình cắm vào TV. Còn đây là dây analog của mình cắm nữa. Từ đây vào đây, đỏ vào đỏ, xanh vào trắng. Mình có một dây nguồn nữa, đây là dây nguồn của mình. Mình bật dây nguồn luôn. Dây nguồn mình cắm vào đây. Đâu anh à? Rồi. Đang lắp TV. Xem TV à? Đâu anh đang lắp? Đây. Mình đã cắm điện với cục nguồn như này rồi. Đầu này thì mình cắm lên TV nhé. Cũng là hai vuông hai vát. Anh đâu vậy ạ? Đây là cổng quang trên TV của mình. Cùng hai vát. Là dây quang của mình gồm hai cạnh vuông hai cạnh vát. Còn đây là cổng quang của mình gồm hai cạnh vuông hai cạnh vát. Mình bắt đầu cắm vào. Lưu ý là bạn phải cắm đúng chiều, không là sẽ bị vỡ ổ. Rồi, ok, mình đã cắm thành công rồi. Đầu còn lại mình cắm vào loa. Ok, và bây giờ mình bật lên mình nghe thử. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn là cách cài đặt trên TV nhé, để ra tiếng, cách cài đặt TV để lấy tiếng chuẩn. Mình bấm phím home trên điều khiển, mình sang phần cài đặt đây, phần cài đặt của mình đây. Mình vào cài đặt, mình vào âm thanh. Trong âm thanh mình vào cài đặt chuyên môn. Trong cài đặt chuyên môn, nếu mà muốn nghe được tiếng ra loa thì bạn buộc phải chuyển cái bit trên này đây, cái adapter này về PMC. Rồi, ok. Và bây giờ là bạn đã nghe được tiếng từ TV ra loa bằng bộ chuyển quang. Rồi mình bật thử một cái video nhé. Em khuếch đại loa luôn đi, khuếch đại loa. Đây là cái loa của mình. Đây mình bật thử đây. Không, đây đây, to nhỏ. Đây bạn, đây bạn. Sau khi đây là tiếng mình bật thử ra loa. Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào kênh của mình thì mình là Thắng lắp đặt điện máy. Bạn like và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé.